Xin chào anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Đầu Tư Tài Chính Tự Do. Thì ngày hôm nay như thường lệ chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá phân tích về diễn biến của thị trường, cũng như từ đó chúng ta sẽ đưa ra những góc nhìn về thị trường ở trong tuần sau. Anh chị hiện tại đang xem video của em thì đừng quên bấm like video, bởi vì thuật toán của YouTube sẽ đề xuất những cái video được nhiều like cũng như là được nhiều comment, từ đó sẽ giúp cho video của em được lan tỏa đến nhiều anh chị nhà đầu tư khác hơn. Thì mọi người có thể ủng hộ em bằng cách là bấm like video này ha, cũng như để lại những cái comment ở phía bên dưới về nội dung video cũng như là những cái đóng góp góp ý để em có thể cải thiện chất lượng của video. Ngoài ra thì mọi người có thể bấm like, subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký, để có thể nhận những cái thông báo sớm nhất về nội dung video của em hàng ngày. Ở phía dưới phần mô tả video này em có để thông tin liên hệ là Zalo và số điện thoại. Thì hiện tại anh chị nào đang đầu tư chứng khoán gặp bế tắc ở trong quá trình đầu tư, cần được hỗ trợ tư vấn về điểm mua điểm bán cũng như các cái vấn đề liên quan tới danh mục, có thể là kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ mở tài khoản tại VBS ha. Còn nếu mà đã có tài khoản ở VBS rồi thì có thể chuyển cái ID người quản lý sang em hỗ trợ. Hoặc là mọi người có thể tự điền thông tin vào cái form ở dưới này, thì trợ lý của em sẽ trực tiếp nhắn tin cho mọi người để được hỗ trợ nha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian quý giá của mình để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đánh giá về thị trường ở trong phiên ngày hôm nay. Thì rõ ràng phiên ngày hôm nay là một phiên mà chắc chắn nhiều anh chị đang hoang mang, liệu rằng không biết sau cái nhịp bán lần này thị trường nó sẽ đi về đâu, cũng như là về các cái mã cổ phiếu mà chúng ta đang nắm giữ nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên em sẽ nói với mọi người về cái diễn biến chính ở trong phiên ngày hôm nay trước. Thì video ngày hôm qua em có làm cho mọi người về một cái vấn đề, đó chính là thị trường nó có cái hiện tượng là liên tục bị bán ở trong phiên, sau đó cuối phiên nó rút chân trở lại. Thì đây là một cái yếu tố cho thấy rằng là cái lực bán nó duy trì ở trong phiên, và cái việc rút chân nó sẽ tạo cho nhà đầu tư một cái niềm tin khá là tích cực về thị trường ở trong cái giai đoạn sau đó. Và điểm nhấn lớn nhất đó chính là buổi chiều ngày hôm qua là chứng khoán thế giới đã tăng rất tốt rồi. Em có nói cho mọi người là đây sẽ là một cái liều thuốc thử cho cái lượng cung của thị trường ở cái vùng hiện tại. Bởi vì đơn giản là trong một cái bối cảnh chúng ta đang ở trong cái thời điểm giằng co, chỉ thấy là ba phiên liên tiếp chúng ta đi ngang, với cái lượng bán nó cũng đã gia tăng dần và cái lượng cầu có xu hướng yếu dần đi. Thì cái việc sáng ngày hôm nay chứng khoán thế giới tăng điểm tốt nó tạo một cái hiệu ứng tâm lý rất tích cực, và VN Index chúng ta mở một cái gap khá là lớn, sau đó chúng ta tiếp diễn được cái đà tăng chạm về cái mức cao nhất là 1.240 điểm. Và khi chúng ta chạm được cái mức này thì các cổ phiếu chính hỗ trợ cho cái đà tăng là những cổ phiếu như là BID, nhìn chung đa số là những cổ phiếu ngân hàng, thậm chí là trong phiên có những thời điểm BIDV tăng được ở mức tăng trần. Và sau đó thì cái việc cái lực bán nó bắt đầu gia tăng ở những cái nhóm ngành khác, bởi vì khi mà dòng tiền tập trung quá nhiều vào nhóm ngân hàng thì những cái nhóm ngành khác nó vẫn bị chịu áp lực bán, và khiến cho cái lực bán hoảng loạn nó bắt đầu xuất hiện vào khoảng cuối phiên chiều, và nó cũng bán lây lan sang những cái nhóm cổ phiếu ngân hàng luôn, giúp cho VN-Index chúng ta đóng cửa mức là 1.212, tức là chúng ta giảm 1.25%, thanh khoản đạt cái mức là 31.800 tỷ đồng. Đây là mức thanh khoản cao nhất kể từ cái đợt bán giai đoạn tháng 9 2023. Thì một tí nữa chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về cái thanh khoản này và những cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Nhưng rõ ràng phiên ngày hôm nay giống như là một phiên giải tỏa về tâm lý cho nhà đầu tư sau một cái chuỗi tăng điểm mạnh trước đó. Bởi vì anh chị biết được là hầu hết nhà đầu tư đang ở trong một cái trạng thái tâm lý là sẵn sàng để bán rồi. Danh mục của họ đã có lãi tốt và họ sẽ sẵn sàng bán bất cứ giá nào khi mà có một cái dấu hiệu liên quan tới rủi ro. Thì cái việc mà thị trường tăng điểm tốt ở phiên sáng và sau đi bán ngược lại lắp lại hoàn toàn cái gap, cái đà tăng ở phiên sáng, thì nó khiến cho nhà đầu tư cho rằng thị trường có xu hướng rủi ro hơn, và ngay lập tức cái lượng bán hoảng loạn đã xuất hiện. Một trong những cái dấu hiệu cho thấy là có cái lực bán hoảng loạn đó chính là buổi chiều mọi người thấy được là cái chỉ số nó rơi rất là nhanh trong một cái thời gian ngắn, đồng nghĩa là hầu như không có cái lượng mua kê ở phía dưới. Thông thường nếu anh chị bán ra với một cổ phiếu đi thì nó sẽ có một cái lượng kê mua ở phía dưới và cái cổ phiếu mà sẽ rơi chậm hơn, nó rơi có nhịp độ. Nhưng mà rõ ràng khi mà tâm lý nhà đầu tư hoảng loạn thì hầu như không ai dám mua ở trong thời điểm đó, nên chúng ta sẽ xuất hiện những cái phiên bán volume ra khá là lớn, và biên độ cũng lớn luôn. Ví dụ chỉ cái nến 5 phút này thôi mà thị trường rơi 8 điểm và liên tục là sau đó đưa chỉ số quay về cái mức là 1.212. Thì ngày hôm trước cũng nói là trong bối cảnh hiện tại thì rõ ràng VN Index sẽ có xu hướng quay về kiểm tra là cái vùng hỗ trợ là 1.200 cho tới 1.210. Đây sẽ là cái vùng hỗ trợ đủ tốt để giúp cho VN tạm thời cân bằng sau cái nhịp bán lần này, và chúng ta cũng sẽ cần một vài những cái điều cần lưu ý. Đặc biệt là nhìn chung nhiều anh chị có một cái câu hỏi là phiên ngày hôm nay có phải là phiên phân phối hay không. Thì câu trả lời là có. Phiên ngày hôm nay xét về mọi yếu tố nó đều phù hợp với một phiên phân phối. Chúng ta có áp lực bán, chúng ta có biên độ, chúng ta có volume. Nó cũng không khác gì cái phiên này hết, cái phiên ngày hôm 18 tháng 8 hết. Bởi vì sao cái phiên ngày 18 tháng 8 này thì hầu như là gì? Là các cổ phiếu tăng tốt giai đoạn trước đó thì đều chịu áp lực bán rất là mạnh. Nhưng mà cái biên độ nó khác thôi. Ví dụ như volume giai đoạn này nè, chị thấy không? Ngày 18 tháng 8, volume của mình nó cũng tương đương khoảng tầm là 30.000 tỷ lên quanh đó. Thì ngày hôm nay volume của mình cũng tương đương tầm đó. Nhưng mà rõ ràng cái biên độ giảm của mình nó đã ít đi. Tức là cùng một cái áp lực bán, cùng một cái số lượng bán như vậy, nhưng mà cái áp lực bán, cái gọi là cái biên độ giảm của mình nó giảm đi, cho thấy rằng là cái lượng cầu ở giai đoạn này nó tốt hơn hẳn so với giai đoạn trước đó.
Giai đoạn trước đó thì mình đánh thủng luôn cái ngưỡng 1.200 và kích hoạt cái lực bán. Nhưng lần này ở cái áp lực bán 10 thấy được là nó có xu hướng chững lại, và ở buổi ATC á, thông thường cái áp lực hoảng loạn nó sẽ bán tiếp vào KTC. Nhưng buổi chiều ngày hôm nay thì nó cũng không có tiếp diễn, mà nó chững lại trước KTC, nó dừng lại quanh cái mức tầm 1.212 thì cũng đủ cho thấy rằng là cái lực cầu lên quanh cái ngưỡng tầm 1.200 cho tới 1.210 này khá là tốt. Thì trong ngắn hạn chúng ta sẽ follow cái diễn biến cân bằng của thị trường lên quanh cái vùng hỗ trợ gap này. Và theo cá nhân em đánh giá, do cái nhịp tăng trước đó của VN-Index là cái nhịp tăng số 1, theo cái quan điểm trước đó của chúng ta, nên cái rủi ro hiện tại nói về câu chuyện là đảo chiều của VN-Index nó sẽ là không cao. Cái xác suất mà VN-Index hiện tại đảo chiều sẽ là không cao. Nhưng mà tất nhiên là nó sẽ phải cần retest lại cái lượng cung bán ra ở trong phiên ngày hôm nay. Bởi vì đơn giản như thế này nè, anh chị biết được là sáng ngày hôm nay nếu mà nó muốn ép bán thì nó có thể ép bán từ phiên ngày hôm qua. Nhưng mà rõ ràng cái việc sáng ngày hôm nay khi mà chứng khoán thế giới tăng tốt và nó mở gap lên, nó kích hoạt cái lượng cầu tham gia từ nhà đầu tư cá nhân vào, nó kích hoạt những cổ phiếu ngân hàng tăng điểm rất tốt, những cổ phiếu như là công thư này, MB này, đa số đều có cái nhịp tăng rất tốt ở trong phiên, từ 3-4%. Nhưng mà cuối ngày thì bị chốt ngược trở lại, nó phủ nhận lại hoàn toàn cái nhịp tăng ở trong phiên luôn. Điều này đồng nghĩa là gì? Là nó có chủ đích gọi là kích hoạt cái lượng cầu FOMO, hay nói cách khác là nó muốn tạo một cái nhịp cao trào thất bại, một cái nhịp cao trào bán thất bại, thì khi đó sẽ có khá là nhiều nhà đầu tư cá nhân người ta đu bám mua ở buổi sáng ngày hôm nay. Thì khi mà có cái lượng lớn nhà đầu tư cá nhân đu bám mua ở buổi sáng ngày hôm nay như vậy thì chắc chắn thị trường sẽ không thể nào phục hồi lại sớm trước khi mà hấp thụ ép bỏ cái lượng hàng về để bán ra, tức là nó sẽ có xu hướng ép cái lượng hàng về để bán ra ở trong phiên hàng về ở trong ngày thứ ba. Nên từ đây tới thứ ba khả năng chúng ta sẽ cần theo dõi thêm cái diễn biến lực bán ở trong ngày hôm đó. Có thể lúc đó chúng ta sẽ quay về kiểm tra sát hơn cái mốc tầm 1.200 điểm, xem là cái lượng cầu lên quanh đây hấp thụ như thế nào. Nhưng mà để cho mọi người hiểu được là nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu mua mới bắt đáy ở đây thì sẽ không cần bắt vội ở trong ngày thứ hai, là bởi vì nó chúng ta sẽ thường khi mà chúng ta đã chủ động dụ nhà đầu tư mua ở buổi sáng ngày hôm nay rồi và bị ép ngược trở lại thì chắc chắn chúng ta cần phải ép thêm ngày thứ ba nữa để có thể ép rũ được cái lượng đó cắt lỗ ra, thì giai đoạn sau đó chúng ta mới dễ đi lên trở lại được mọi người ha. Thì đó là cái diễn biến ngắn hạn của thị trường mà chúng ta cần lưu ý. Nhìn chung ở giai đoạn này nó có một cái nghịch lý khá là lạ. Như nãy em nói rồi, phiên ngày hôm nay có thể gọi là một phiên phân phối. Khi mà thị trường chúng ta sau một cái đợt tăng mạnh bắt đầu bị chịu lực bán và volume biên độ rất lớn, đúng không? Nó hầu như là nó khiến cho tất cả những cổ phiếu bên trong thị trường đều giảm khá là mạnh. Tuy nhiên bây giờ câu chuyện ở đây là gì? Anh chị hiểu được bản chất của phân phối không? Phân phối là việc chúng ta bán hàng từ tay tổ chức sang tay nhà đầu tư cá nhân. Sau khi mà tổ chức họ gom hàng ở cái vùng thấp một thời gian dài, họ bắt đầu kéo lên, họ tạo cái niềm tin cho nhà đầu tư, từ đó họ khiến cho nhà đầu tư cá nhân đu mua những cái vùng giá cao. Em lấy ví dụ như con công thương đi, cái vùng kháng cự thời đại công thương là khoảng tầm giá 36. Ngày hôm nay có những cái điểm mà nó vượt lên trên 36 thì có phải là rất nhiều nhà đầu tư cá nhân sẽ tham gia vào cái nhóm này không? Thì khi mà rất nhiều nhà đầu tư cá nhân tham gia đu mua vào những cái lúc mà nó vượt đỉnh thời đại như thế này, thì chắc chắn là cái nhịp bán ở giai đoạn cuối ngày là nó mang chủ đích là nó bán cho nhà đầu tư cá nhân, thì đây có thể gọi là phân phối, tức là nó có thể gọi là phân phối đối với nhóm ngân hàng khi mà nó đã cố tình kích hoạt cái lượng cầu tham gia vào đầu ngày. Nên trong ngắn hạn nhóm ngân hàng sẽ cần điều chỉnh sau một cái đoạn tăng nóng vừa rồi, thì xem như tạm thời nó kết thúc cái nhịp tăng đầu tiên của nó. Nó sẽ chưa đảo chiều được ngay là bởi vì hầu hết những cổ phiếu này đều có cái đà tăng tốt ở giai đoạn vừa rồi, nên khi mà nó điều chỉnh về, ví dụ như em nói như MB đi, nó bắt về những cái vùng hỗ trợ tầm giá 22 lên quanh 22.5 thì sẽ có lượng cầu đứng ngoài tham gia vào, giúp cho cổ phiếu bật tăng trở lại. Nhưng mà nó cho thấy rằng là cổ phiếu phải cần hấp thụ cái lượng cung trong ngắn hạn trước cái đà, còn cái việc nó cân bằng lại và nó bật trở lại ở giai đoạn sau thì mình sẽ follow thêm. Nhưng bây giờ nói là ngân hàng phân phối thì em thấy là hợp lý nè, do đoạn vừa rồi nó tăng nhiều và nó cũng đã có quá trình tích lũy thu gom trước đó rồi bắt đầu kéo lên để tạo cái sự FOMO cho nhà đầu tư. Nhưng bây giờ nói một vài những cổ phiếu như bây giờ Hòa Phát đi, đoạn rồi Hòa Phát có tăng không? Hầu như là Hòa Phát không tăng. Hòa Phát sideways trong cái biên độ tầm 26 cho tới biên trên tầm giá 28.5 suốt từ thời điểm tháng 11 cho tới bây giờ. Thì phiên ngày hôm nay có thể gọi là phiên phân phối của Hòa Phát không? Bản chất đâu có ai FOMO đâu. Nhà đầu tư cá nhân đâu có FOMO đâu, Hòa Phát bản chất không thể bán được quá nhiều hàng ở trong phiên ngày hôm nay. Nên mọi người nhìn cái thanh khoản của nó vẫn duy trì ở mức lăn quanh trung bình chứ không phải là quá lớn. Hay là một vài những cổ phiếu như em nói là IDC đoạn vừa rồi này, ngày hôm nay bị bán volume nó cũng ở mức trung bình chứ không phải là quá lớn. Hay thậm chí là còn một vài những cổ phiếu đang ở những cái vùng nền giá rất thấp nữa, nó đang sideways thôi, thì nó không thể gọi là phân phối được, mà nó chỉ là một phiên mà chúng ta bị bán hoảng loạn và cái lực bán đến từ nhà đầu tư cá nhân là chính. Vậy có một cái nghịch lý là gì? Là ngày hôm nay á, mặc dù thị trường bị phân phối và cá nhân đánh giá khả năng cái lực bán phân phối tập trung nhiều ở những cái nhóm cổ phiếu đã tăng tốt ở cái đoạn vừa rồi thôi, nó có thể phân phối ở cái nhóm cổ phiếu trụ, nó có thể phân phối ở cái nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhưng mà cái nhóm trụ và nhóm ngân hàng ngày hôm nay nó giảm ít hơn là cái nhóm cổ phiếu mid cap và small cap, mọi người thấy không? VN30 ngày hôm nay giảm là 1.36%, trong khi đó VN mid cap giảm 2%, VN small cap giảm 1.8%. Đồng nghĩa là gì? Là mặc dù là nhóm trụ là nhóm bị tạo lập bán trực tiếp ra bên thị trường bán cho nhà đầu tư cá nhân, thì khả năng là hàng về sẽ ép tiếp, đúng không?
Nhưng mà nhóm midcap và small cap lại là nhóm giảm mạnh hơn, tức là nhờ cái vô có sự hoảng loạn nhiều hơn. Vậy thì mình thấy được tách biệt ra hai nhóm, một là nhóm trụ hiện tại ai bán, là tạo lập đang bán sau cái đại tăng mạnh vừa rồi. Đấy, bắt đầu sẽ có sự thay máu, chuyển dịch dần dần cái dòng tiền rút ra khỏi nhóm ngân hàng, những cổ phiếu trụ đã tăng tốt giai đoạn vừa rồi, để chuyển dịch về những cái nhóm ngành khác. Thứ hai là những cái nhóm như chứng khoán này, bất động sản này, thép nè, đạn vừa rồi. Thì ngày hôm nay ai bán là chính, đa số là nhà đầu tư cá nhân. Bởi vì đơn giản là đạn rồi á, thì tạo lập cầm nhóm bang là chính, tạo cầm trụ là chính, nhà đầu tư cá nhân thì lại không có hàng bang về trụ. Và sau cái phiên tăng ngày hôm nay thì rất nhiều nhà đầu tư cá nhân có xu hướng chuyển dịch tiền về lại cái nhóm đó. Trong khi đó trụ thì lại có xu hướng bán ra, tạo lập thì lại có xu hướng bán ra. Và chiều ngược lại thì đối với lại những cái nhóm như là thép này, chứng khoán này, bất động sản này, thì đoạn vừa rồi đa số nhà đầu tư cá nhân đang cầm hàng tương đối, và dòng tiền lớn chưa tham gia vào nha. Đa số giai đoạn vừa rồi những cổ phiếu như là ngân hàng này, như là chứng khoán này, như mã như SI, VND thì nó vẫn lình xình với volume thấp chứ không phải là cao. Tức là dòng tiền lớn chưa tham gia vào cái nhóm này. Thì phiên ngày hôm nay cái lực bán ra chính lại đến từ nhà đầu tư cá nhân là chính. Tức là trụ bang thì có thể là ngày hôm nay do tạo lập bán. Ngược lại bang thép, chứng khoán, bất động sản thì lại là do nhà đầu tư cá nhân bán. Và tức là cơ hội sẽ mở ra ở đâu? Cơ hội sẽ mở ra đối với lại những nhóm cổ phiếu midcap và small cap. Giai đoạn vừa rồi đang giữ nền tốt và phiên ngày hôm nay nó có áp lực hấp thụ trở lại. Tất nhiên ngày hôm nay đa số sẽ bị bán do tâm lý chung là hoảng loạn. Nhưng mà trong khoảng tầm 2 đến 3 phiên tới chúng ta sẽ nhìn thấy được rất rõ cái việc là cổ phiếu nào có cái lượng cầu đứng bắt đầu hấp thụ là cái lượng bán ra. Nó sẽ có sức mạnh khỏe hơn thị trường rõ ràng. Ví dụ như là anh chị thấy là có thể thứ hai, thứ ba thị trường vẫn giảm nhưng mà có một vài cổ phiếu bắt đầu nó bật trở lại và nó hấp thụ cái phiên giảm ngày hôm nay. Thì đó là cái dấu hiệu đầu tiên cho thấy rằng là gì, là cổ phiếu đó chấp nhận ăn lại hết cái lượng cung bán ra và giai đoạn sau nó sẽ tiếp diễn được cái đà tăng của nó. Nó sẽ tiếp diễn được cái đà tăng của nó. Vậy thì mình nhìn được cái bức tranh đó thì mình sẽ biết được là thì có thể tạm thời cái độ rủi ro khi mà chúng ta tham gia nhóm trụ ngân hàng sẽ cao. Nhưng mà cơ hội có thể sẽ được mở ra dành cho những cổ phiếu midcap và smallcap giai đoạn vừa rồi nó chưa tăng được quá nhiều. Và nó có những cái mô hình, những cái nền giá tốt. Bởi vì đoạn này, bởi vì cái phiên ngày hôm nay đa số nhà đầu tư cá nhân người ta sẽ có xu hướng hoảng loạn bán ra đối với những cái nhóm cổ phiếu này. Nên mọi người thấy được là nó vẫn giảm nhưng mà volume của nó đa phần là duy trì ở mức trung bình hoặc là dưới trung bình. Trong khi đó thì nhóm ngân hàng ngày hôm nay volume là rất lớn nên chắc chắn cái quá trình hấp thụ cái volume ngày hôm nay nó cũng sẽ cần khá là nhiều thời gian. Em nghĩ nhất là phải sideways hoặc là nó điều chỉnh giảm trong khoảng tầm 1 tháng để có thể hấp thụ là cái lượng cung đó. Do giai đoạn vừa rồi nó có cả lượng cung đến từ cái nhà tôi có lãi trước đó nữa, đa số đều mua được ở vùng thấp đúng không? Đa số nhà tôi có lãi ở vùng thấp thì họ cũng sẽ có xu hướng là gì, là bán ra khi mà nó chạm những cái vùng kháng cự hay là khi mà nó có những cái dấu hiệu rủi ro như phiên ngày hôm nay. Thì nên ngày hôm qua em mới nói với mọi người á, là Dow Jones chứng khoán thế giới nó tăng á, nó giống như một cái liều thuốc thử gì đó, thử là thử cái lượng cung đúng không? Bởi vì khi mà tất cả nhà đầu tư đều nghiêng về một chiều, ví dụ như là khi sáng ngày hôm nay chứng khoán thế giới tăng, thị trường tăng theo, tất cả nhà đầu tư cá nhân đều nghiêng về cái chiều mua đó, thì ngay lập tức là gì, là cái lực bán mình sẽ biết là của ai. Tức là thông thường chúng ta sẽ chỉ biết được thị trường hay tạo lập đang đi theo cái chiều nào là khi chúng ta đánh giá được là cá nhân đang nghiêng về cái chiều nào. Bởi vì tạo lập chắc chắn sẽ đi ngược lại với cá nhân. Thị trường này không dành cho số đông. Nên khi mà chúng ta đánh giá được là khả năng rất cao là hiện tại đa số nhà đầu tư cá nhân đang rất lạc quan về thị trường, họ đang nghiêng về chiều là thị trường sẽ tiếp diễn cái đà tăng và thậm chí là vượt qua được cái vùng kháng cự tầm 1250 điểm với cái sự hỗ trợ của chứng khoán thế giới. Thì khi mà bắt đầu nhà đầu tư cá nhân đều nghiêng về một hướng như vậy, nhưng mà thị trường nó vẫn giảm, nó vẫn bị bán, thì câu hỏi mình đặt ra là ai bán ở trong giai đoạn đó? Thì chắc chắn không phải là nhà đầu tư cá nhân bán rồi, và nhà đầu tư cá nhân cũng không có đủ lượng hàng để bán với một cái quy mô lớn như vậy và trong một thời gian ngắn như vậy. Thì chắc chắn cái lực bán là xuất phát từ tạo lập. Vậy thì rõ ràng tạo lập đang có chủ đích là muốn gì, muốn thị trường điều chỉnh, đang có chủ đích là muốn thị trường điều chỉnh. Ví dụ như sáng ngày hôm nay, ngày hôm qua thì em có đánh giá cho những chị khách hàng ở trong room của em rồi về cái câu chuyện hiện tại thị trường đang ở một cái giai đoạn khá là nhạy cảm. Ví dụ sáng ngày hôm nay, thì em cũng có nói về cái câu chuyện đó chính là nhóm ngân hàng. Có nhiều anh chị hỏi em là cái nhóm ngân hàng nó tăng, chỉ có một mình nhóm ngân hàng tăng thôi, nhưng mà những cái nhóm khác không tăng. Lúc khoảng tầm 1 giờ này, lúc này là thị trường vẫn còn tăng rất là cao nha. Thị trường lúc này vẫn tăng, chưa có nhiều cao trào, vẫn đang tăng hơn 10 điểm. Thì em có nói với mọi người đó chính là cái việc mà chỉ kéo đơn thuần bang và trụ với cái mục đích là đưa chỉ số cao lên thì rõ ràng là chúng ta đang thấy là tạo lập đang muốn thúc đẩy chỉ số để đồng thuận với lại chứng khoán thế giới sau cái dịch đạn tăng vừa rồi. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ phụ thuộc vào một cái ngành này thôi nè thì sớm muộn, tại vì bản chất là một ngành nào đó nó tăng, nó tăng 5%, 10%, 20% thì sớm muộn nó cũng sẽ có thời điểm nó bị cao trào và nó bị đảo chiều đúng không? Nó bị rung lắc. Thì khi mà chỉ phụ thuộc vào một ngành thôi á, thì nếu nhóm ngành nó rung lắc thì sẽ không còn một cái điểm tựa nào hết cho thị trường. Thay vì việc là chúng ta lan tỏa được cái dòng tiền sang những cái nhóm ngành khác thì có thể là khi mà thị trường rung lắc thì ông này chỉnh thì còn có ông kia đỡ. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tập trung vào một cái nhóm ngành hay là một cái nhóm trụ thôi thì chắc chắn là gì? Là sức ép lên thị trường nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với việc là dòng tiền nó lan tỏa giống như những cái giai đoạn tăng trước đó. Đây giống như những cái lần sóng tăng trước đó. Em có nói rất là rõ.
Và những cái phiên tăng mà volume to như ngày hôm nay của băng nè mà không giữ được nè thì sẽ dễ có cao trào bán ở nhịp sau. Ta chỉ đọc cái này nè, những phiên tăng volume to như ngày hôm nay của băng mà không giữ được thì dễ có cao trào bán ở nhịp sau. Nhìn chung băng đoạn này mua mới rất khó, mua sai có thể mất từ 10 đến 15% ở trong vài phiên. Ví dụ ngày hôm nay chị nào mua sai băng ngân hàng có thể mất đâu đó khoảng tầm 5% rồi. Ví dụ trong phiên tăng 3% cuối phiên bị chốt ngược về lại 2%, âm 2% là xem như mất 5% rồi. Nếu mua mới thì chỉ có thể đợi khi chỉnh có biên đánh cái nhịp số 2 của nó. Tức là đoạn vừa rồi một vài những cái ông đang tăng ở cái nhịp số 1 đúng không? Thì khi mà mấy ông bị chốt cái nhịp đầu tiên biên độ đủ lớn, ví dụ khoảng 10%, 15% là thì mình đánh cái nhịp số 2 được, là bởi vì đa số cổ phiếu nó sẽ chưa kịp phân phối hết cái lượng hàng bán ra. Phân phối không phải là bán trong một phiên mà nó phải bán trong một cái giai đoạn, một cái vùng. Và để bán hết cái lượng đó ít nhất là phải mất một cái nền giá, nó phải xây dựng một cái nền giá kéo dài đâu đó khoảng 1-2 tháng chẳng hạn vậy. Sau cái đoạn tăng dài. Nên mọi người cũng đừng có quá lo là sau ngày hôm nay bị bán nè, thị trường mình nó quay đầu giảm luôn hay chưa. Thì cá nhân em đánh giá là không cái rủi ro mà chúng ta đảo chiều quay đầu giảm luôn là không có cao. Mà khả năng là chúng ta vẫn sẽ có cái nỗ lực là chúng ta quay và chúng ta kiểm định lại cái ngưỡng tầm 1250 một lần nữa. Và trước mắt là chúng ta đang được hỗ trợ bởi cái vùng hỗ trợ là 1200 cho tới 1210. Đấy, từ đó là cái mọi người nên nhớ ha. Đây, lúc đó là lúc mà thị trường còn tăng nha, 1:11. Rồi sau đó thị trường nó còn có những cái nhịp cao trào lớn hơn nữa. Nó chạm về được đâu đó khoảng tầm là 1240. Rồi nó bắt đầu quay đầu giảm. Nhưng mà cái mấu chốt mà em nói được là gì? Là rõ ràng chúng ta thấy được là khi mà nó tăng volume to, em thấy khá là nhiều cổ phiếu ngân hàng có volume to. Nhưng mà nếu nó không giữ được thì chắc chắn sẽ có cao trào bán. Bởi vì đơn giản là khi đó nhà tôi bắt đầu sẽ cảm thấy rủi ro. Sau một cái giai đoạn thị trường đi lên, tự nhiên bây giờ đùng một cái thị trường có một cái nhịp cao trào tăng lên nhưng mà giá lại không giữ được ở trong phiên, thì sẽ có nhiều nhà đầu tư cá nhân đem hàng có lãi của mình đem ra bán, bởi vì họ nghĩ rằng là khả năng thị trường sẽ chỉnh. Và ngay lập tức anh chị thấy được là có cái dấu hiệu hoảng loạn ở cái buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, như vậy chốt lại, đầu tiên phiên ngày hôm nay là một phiên phân phối. Và phiên phân phối này cá nhân em đánh giá nó sẽ phân phối dành cho những ông nào mà đã tăng tốt ở cái đoạn vừa rồi thôi, bởi vì khi tăng tốt giai đoạn vừa rồi rồi thì mới phân phối được sang tay nhà đầu tư cá nhân đủ cái lượng hàng và có cái nhịp cao trào để kích hoạt được cái lượng bán, cái lượng mua FOMO từ nhà đầu tư cá nhân. Còn đối với lại nhóm midcap và smallcap, ngày hôm nay không phải là một phiên phân phối đến từ tại là thị trường, mà ngày hôm nay là một phiên mà bị nhà đầu tư cá nhân bán. Khi mà nhà đầu tư cá nhân bắt đầu lo ngại về thị trường và giai đoạn vừa rồi người ta có hàng, người ta mua ở những cái vùng nền giá thì người ta bán ra. Nên cái lực bán chính của nhóm trụ và ngân hàng là do tạo lập bán, và cái nhóm lực bán chính của nhóm midcap và smallcap ngày hôm nay đa số là xuất phát từ nhà đầu tư cá nhân bán. Bởi vì đoạn vừa rồi là gì, phân phối được hàng rất là khó phân phối, cũng không kéo được nhà đầu tư cá nhân đứng ngoài tham gia vào. Nên sau cái giai đoạn này, tức là khi mà cái ông băng và cái ông trụ bắt đầu bị rút dần dần tiền ra, tức là sẽ có sự thay máu đó, sẽ thay máu một cái lớp nhà đầu tư khác đó, thì bắt đầu dần tiền nó sẽ chuyển ngược về lại cái nhóm midcap và smallcap. Bởi vì khi đó là cái nhóm này nhà đầu tư cá nhân bắt đầu hoảng loạn mà người ta bán ra, thì xem như là mình bắt đầu rũ bỏ được cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám đó. Thì giai đoạn sau khi mà dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào thì mới đi xa được, nó mới tăng dễ được. Bởi vì chỉ khi đó chúng ta mới có thể kéo lên những cái vùng kháng cự xa hơn thôi. Bởi vì rõ ràng nếu mà cái lượng cung cá nhân đeo bám quá nhiều thì cái rủi ro khi mà chúng ta lên càng cao thì cái lượng cung nó sẽ càng lớn. Và như ngày hôm trước có nói là nó ví von như là cái việc này, nếu bây giờ chúng ta kéo lên thì khác gì là chúng ta cho nhà đầu tư cá nhân cái cơ hội chốt lãi giá cao, và chốt lãi cái phần lãi của nhà đầu tư có được, bản chất chính là cái phần lỗ của tạo lập mà. Cơ bản nó chính là mối quan hệ gọi là zero sum game đó. Ông này lãi thì ông kia lỗ đâu. Nên cái mục đích chính của tạo lập là phải làm sao để cho nhà đầu tư cá nhân mua cái giá càng cao và bán ra cái giá càng thấp càng tốt. Anh chị ha. Rồi, cái ý số 2 đó chính là trong ngắn hạn thị trường sẽ quay về kiểm tra là 1200 cho tới 1210. Ít nhất nó sẽ hấp thụ tới phiên thứ 3. Phiên thứ 2 thì mình cũng sẽ không cần quan tâm quá nhiều đối với các vị thế mua mới. Bởi vì rõ ràng sáng ngày hôm nay nó có cái lượng cầu FOMO vào thì nó phải hấp thụ luôn cái lượng cầu FOMO ở trong buổi sáng ngày hôm nay bán ra, ép cái lượng nó bán ra thì nó sẽ có thể cân bằng lại được ở quanh cái vùng hỗ trợ tầm 1200 cho tới 1210 này. Đấy. Và nhìn chung ở trong ngắn hạn thì theo cá nhân đánh giá cái việc mua mới, nhưng ngày hôm trước nói rồi, nó rất là nhạy cảm. Và nó sẽ cần cái sự chọn lọc nhiều hơn. Bởi vì rõ ràng thị trường nó có thể rung lắc bất cứ lúc nào. Và giai đoạn này thì nó sẽ là cái cơ hội nhiều hơn là rủi ro. Bởi vì rõ ràng đoạn vừa rồi thật ra sau một cái giai đoạn chúng ta tăng tăng từ cái vùng đáy đi lên. Chúng ta tăng tính nhanh từ cái nền đi, sau khi chúng ta thoát khỏi nền là tăng hơn 100 điểm. Thì rõ ràng phiên ngày hôm nay nó chỉ chỉnh có 15 điểm thôi. Nhưng mà rất nhiều người đã quan ngại rồi. Thì tất nhiên là nó chưa phải là vấn đề. Sau một cái đoạn tăng 100 điểm chẳng lẽ nó không có đợt chỉnh nào đúng không? Thì nó buộc phải có những cái đợt điều chỉnh thế này. Thì phiên ngày hôm nay nó chỉ mới điều chỉnh có 15 điểm thôi, nhưng mà nó đã khiến cho đa số nhà đầu tư cá nhân người ta rất là bi quan rồi. Thì rõ ràng theo em cái hiệu ứng tâm lý ngày hôm nay là tốt, tốt cho cái giai đoạn sau đó của nó, là bởi vì nó phải có những cái phiên bán như thế này thì nó mới đủ bỏ được cái lượng nhà đầu tư cá nhân đeo bám bên ngoài chứ. Nên mọi người để cái đó giùm em ha. Rồi, thì đó là với cái diễn biến hiện tại của thị trường mà chúng ta cần lưu ý. Còn cái việc mua mới những cổ phiếu như thế nào thì mọi người có thể tập trung vào những cổ phiếu mà năm cổ phiếu trước đó mà em có đề cập tới ở trong cái video đầu năm. Những cổ phiếu như VHC, KDH, BVT, IDC, DCM
đều có thể canh tham gia cái đại sau này. Ví dụ DCM là ngày hôm trước mình canh mua ở cái vùng là tầm 33 cho tới 33.5, thì mình có thể canh cái vùng cân bằng là bên đây mình rải dần ra mình tham gia cũng được. Tức là mình sẽ tìm những cổ phiếu có câu chuyện và đều có những cái vùng nền giá tốt ở cái giai đoạn vừa rồi để mình tham gia. Còn đối với một vài những cái nhóm ngành, ví dụ như là mình thấy được á, nó có một vài những cổ phiếu có dấu hiệu là bị red fail. Ví dụ như em nói nhóm đầu tư công như ông VCG. Ông VCG sau cái nỗ lực mà ông rướn lên, ông chạm về lại cái vùng gap trên này là phải tầm 26 thì ông bị tái ngược về lại cái hỗ trợ dưới này. Thì khả năng phải bắt tiếp về lại hỗ trợ tầm 23. Hay như ông Nam Kim ngày hôm trước ông chạm về lại cái biên trên tầm 25 thì hiện tại ông về sát cái mức dưới tầm 23 rồi. Tức là ông đang sideways trong biên tầm 23 tới 25. Thì bây giờ ông đang quay về lại cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 25. Hay là Hoa Sen cũng vậy, Hoa Sen thì sau cái nỗ lực nó rét lên trên cái biên trên tầm 23 thì bây giờ nó cũng đã quay về dưới cái vùng hỗ trợ này rồi. Thì khả năng rất cao nó có thể quay về nó kiểm tra là cái biên dưới này là quanh khoảng tầm giá 21 tới 21.5. Tức là một vài những cổ phiếu sau cái nỗ lực giai đoạn vừa rồi tăng khá là tốt thì bắt đầu có dấu hiệu là gì, bị red fail. Và như em nói rồi thì cái nhóm này đa số nhà đầu tư cá nhân tham gia cũng tương đối, thì nó sẽ có xu hướng làm sao để ép bán, ép đủ được cái lượng nhà đầu tư cá nhân ra khỏi cái nhóm ngành này, ra khỏi cái nhóm ngành này, và bắt đầu dòng tiền nó dịch chuyển ngược từ lại ngân hàng về đây thì nó mới có thể tạo ra cái hiệu ứng lan tỏa tốt hơn về mặt dòng tiền. Chứ nếu bây giờ mà cứ kéo thẳng như ông này lên thì chắc chắn là sẽ không kéo được, bởi vì đơn giản là kéo lên thì khác gì là cho nhà đầu tư cá nhân cái cơ hội để chốt lại giá cao, đúng không? Thì đó là cái diễn biến hiện tại của thị trường mà chúng ta cần lưu ý đó ha. Rồi thì nếu anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu, đang cầm hàng, nếu anh chị cầm cái nhóm ngân hàng này, anh chị cầm những cái nhóm cổ phiếu trụ này, thì tùy vào cái mục đích đầu tư của mọi người, nếu anh chị đầu cơ thì có thể canh đảo ra để chờ cover lại sau, sau cái nhịp bán hoảng loạn như vậy, bởi vì cá nhân em đánh giá là khả năng sẽ còn ép tiếp ở trong một cái hai phiên tới. Còn nếu anh chị nào mà gọi là trading holding á, tức là muốn hold trọn cái con sóng này á, thì thật ra là phiên ngày hôm nay không cần bán. Tất nhiên là nó chưa phải là vấn đề lớn đâu, em nghĩ là vẫn sẽ còn những cái nỗ lực để nó quay về nó kiểm tra lại ngưỡng tầm 1250 thôi. Thì có thể tạm nhắm mắt cho qua cái đợt điều chỉnh này cũng được, bởi vì thị trường vẫn đang tăng ở cái nhiều số 1 thôi, và nhiều cổ phiếu ngân hàng vẫn đang tăng ở cái nhiều số 1, nên cái xác suất mà đảo chiều chữ V là không có cao, mọi người có thể nhớ cái đó. Còn như anh chị nào mà hiện tại đang tìm kiếm những cái điểm mua mới với cái danh mục mua ấy, thì mọi người có thể chú ý với các cổ phiếu mà em đề cập tới ở trong cái video vừa rồi ha. Là mọi người sẽ lựa chọn những cái cổ phiếu nào mà có sức mạnh giá tốt ở trong một cái hai phiên tới, tức là khi mà thị trường bắt đầu bị bán, tức là khi nhà đầu tư cá nhân đa số sẽ nghiêng về chiều bán, lúc đó là lúc mà chúng ta dễ dàng nhìn ra nhất cổ phiếu nào có cái lượng cầu tạo lập hay là có cái lượng smart money dùng tiền lớn hấp thụ lại, bởi vì khi đó chúng ta thấy rất là rõ là những cổ phiếu đó sẽ không bị giảm quá sâu và nó sẽ nhanh chóng nó phủ nhận là cái phiên bán ở trong ngày hôm nay. Mọi người nhớ giùm em cái đó ha. Thì trong cái bối cảnh như vậy, thì theo cá nhân đánh giá giai đoạn hiện tại, nếu chị nào mà chưa xây dựng được cái danh mục đầu tư cho mình hoặc là đang bị bế tắc, đang muốn tìm kiếm một cái người tư vấn hỗ trợ, thì là có thể kết bạn Zalo với em hoặc là trợ lý của em để được hỗ trợ xây dựng cái danh mục đầu tư, cũng như cơ cấu về điểm mua điểm bán ha. Tại VPS, nếu anh chị chưa có tài khoản thì có thể mở tài khoản online khá là nhanh, 5 phút chúng ta có thể giao dịch luôn machine rồi. Còn nếu anh chị nào mà đã có tài khoản rồi thì có thể chuyển cái ID người quản lý xem hỗ trợ ha. Và anh chị xem cái video này thì đừng quên bấm like video, để đây là thuật toán của YouTube để giúp video được lan tỏa đến nhiều anh chị nhà đầu tư khác hơn, và subscribe kênh, đăng ký kênh nếu anh chị chưa đăng ký, để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Ngoài ra thì em cũng có để cái đường link nhóm cộng đồng này, mọi người có thể nhấn vào cái đường link này để đăng ký tham gia nhóm cộng đồng, trao đổi chia sẻ nhiều hơn, hoàn toàn miễn phí. Và nếu anh chị nào muốn mở tài khoản thì có thể để lại thông tin ở đây cũng được, thì trợ lý của em sẽ nhắn tin trực tiếp để hỗ trợ mọi người ha. Rồi cảm ơn chị rất nhiều vì đã luôn dành thời gian để theo dõi cũng như là ủng hộ kênh của em. Thì bây giờ có lẽ chúng ta sẽ cùng đi qua đánh giá phân tích về một vài những cái mã cổ phiếu ở các cái nhóm ngành tiêu biểu mà anh chị đang nắm giữ, để chúng ta biết được cái diễn biến dòng tiền hiện tại là như thế nào. Đây, đầu tiên em nói là về ngân hàng trước ACB. ACB ngày hôm nay thì sau cái nỗ lực break lên test lại cái đỉnh cũ một lần nữa. Ngày hôm qua cũng có nói là ACB sẽ nỗ lực để nó quay về kiểm tra là 28.5 một lần nữa, đúng không? Thì ngày hôm nay cái giá cao nhất mà nó chạm về là tương đương cái vùng đỉnh cũ của nó luôn, và sau đó bị chốt ngược trở lại. Thì nhịp ngày hôm nay có thể xem là cái nhịp break fail, test lại fail cái đỉnh số 2 của nó. Thì trong ngắn hạn, với cái lực bán này thì mình follow trong phiên hàng về, khả năng nếu mà giá nó quay về giữ lại dưới 23, dưới 27 á, tức là ở trong phiên hấp thụ là hàng về ở trong phiên ngày hôm nay đi, mà giá nó neo về dưới 27 thì khả năng rất cao nghĩa sẽ quét tiếp về lại cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 26.5 ha. Đối với lại ACB, nhìn chung thì ACB cái vùng hỗ trợ quanh 25-26.5 này là đủ dày, nên nếu anh chị nào có nhu cầu mua mới thì có thể canh lên quanh cái vùng này tham gia cũng được, đối với lại ACB ha. Tiếp theo là với BIDV ngày hôm nay, nó có nỗ lực để nó rách qua được cái vùng kháng cự bên trên. Nhìn chung thì volume ngày hôm nay khá là lớn, và cái đuôi nến trên này chúng ta sẽ cần follow ở trong một vài phiên tới. Nhưng mà chúng ta thấy được là cái nhóm ngân hàng quốc doanh, ngân hàng nhà nước có vẻ đang có cái dòng tiền thanh thoát hơn, khi mà cái lượng cung đeo bám còn ít hơn giai đoạn vừa rồi rất là nhiều. Thì tạm thời với BIDV, anh chị nào mà đang cầm thì có thể chủ động mình nâng cái chặn lãi lên quanh 50 luôn, xem như mình bảo toàn cái phần lợi nhuận trước đó mình đang có. Và nếu bây giờ anh chị có hình dung đi giá mà quay về lại dưới 50, thì về cơ bản đó chính là một cái nhịp red fail, một cái nhịp cao trào bull trap, thì mình hoàn toàn có thể canh bán ra ở giai đoạn sau đó. Nên cái mốc 50 sẽ xem là cái mốc chốt chặn ở giai đoạn này, đối với lại BIDV.
À, có công thương này ngày hôm nay ở trong ngày tăng khá là tốt, nhưng mà cuối ngày bị chốt ngược trở lại. À, thì ngắn hạn thì công thương chúng ta có cái stop loss ở dưới này là khoảng tầm giá 34.5. À, anh chị nào mà đang cầm thì mình có thể nâng cái chặn lại lên quanh đây tiếp ha. Cả công thương và cả MB đều đang gặp khó ở cái vùng kháng cự thời đại của nó là quanh 36.5 tới 37. Tương tự MB cũng vậy thôi. À, nên ngắn hạn nó cũng sẽ cần thời gian. À, thì thực ra thì nó vượt qua hẳn luôn thì cũng không phải là quá tốt đâu. À, như em nói rồi, cái việc mà nó hấp thụ lại cung trước khi chạm kháng cự thì cũng gọi là một cái điểm tích cực rồi. À, nên trước mắt thì mình follow cho em cái vùng hỗ trợ dưới này thôi. Cá nhân đánh giá cái vùng hỗ trợ hiện tại của công thương là khoảng tầm giá 33. À, nếu mà có những cái nhịp chiết khấu về lại cái vùng khoảng tầm 33 tới 33.5 thì có thể căn để mua mới hay là mua thêm được, đó là công thương ha. Exim thì mình hạn chế tham gia thôi. À, cá nhân đánh giá thì Exim vẫn là một cổ phiếu mà tương đối rủi ro. À, nó mang tính chất bô cung khá là nhiều. HD Bank nếu mà có giá tầm 21.5, quanh 21.5 tới 22 thì có thể canh rải dần ra mua mới lấy vị thế được. À, cái target của mình sẽ đánh về cái đỉnh cổ phiếu trên này quanh khoảng tầm giá 23.5 một lần nữa ha. À, Liên Việt thì nhìn chung là ngày hôm trước em có nói mọi người Liên Việt sẽ cần một cái nhịp quét về 17 đúng không? À, thì ngày hôm nay là cái nhịp cao trào của nó này. Anh chị thấy được á, ngày hôm qua em có phân tích cho anh chị Liên Việt khá là kỹ luôn. Em có nói với mọi người vì sao Liên Việt nó không qua được cái ngưỡng này luôn nè, anh chị nhớ. À, sau một cái đợt bán xuống mọi người thấy không? Nó có một cái phiên mở gáp. À, cái nến ngày hôm 19 tháng 2 là một cái mở gáp đao. Thì liên tục là bốn cây nến liên tiếp khi mà nó rướng lên có lượng cầu tham gia ở trong phiên thì nó bị tán ngược trở lại. À, thì đó là cái lý do vì sao mà em có nói với mọi người về cái câu chuyện đó, chính là Liên Việt trong ngắn hạn cái độ rủi ro là cao đó, và khả năng Liên Việt sẽ còn cái nhịp ép xuống về cái vùng hỗ trợ dưới này là khoảng tầm giá 17 nè. À, nên Liên Việt có mua mới thì sẽ ưu tiên mua lên quanh cái vùng này, quanh 16.8 tới 17 thì có thể canh rải dần lấy vị thế được, đó là Liên Việt nè. MB thì nhìn chung là ngày hôm nay cũng không phải là một phiên xấu, ngày hôm nay MB chỉ giảm có 0.26% thôi. Tức là ngày hôm nay về cơ bản là MB chỉ là một phiên do cáp lực cung ở vùng đỉnh thời đại bị bán ngược trở lại thôi. À, trước mắt nếu anh chị nào đang cầm MB thì mình cầm tiếp được. À, mình có thể nâng chặn lại lên quanh cái vùng khoảng tầm 23.5 để theo dõi cái nhịp kế tiếp. À, nếu mà giá quay về dưới 23.5 thì khả năng rất cao sẽ quét về lại 22.5, thì khi đó mình có thể canh đảo hàng ra bớt để mình chờ mình cover lại sau ở cái giai đoạn tới ha. SHB thì vẫn đang gặp khó tại cái vùng gap ở phía trên này, chưa đủ lực để ăn lại cái gap tầm 12.3. À, nên tạm thời nếu anh chị nào mà có hàng thì ngậm trước em nói là mình nâng cái chặn lên quanh cái vùng đỉnh, quanh cái vùng đáy dưới này nè. À, là quanh khoảng tầm giá 11.5 ha. À, đối với lại SHB. Nhìn chung thì em nghĩ là nó vẫn sẽ gặp khó bởi vì cái nến này cái lượng bán ra là khá quyết liệt và trong một cái thời gian ngắn. SHB nếu mua mới thì chỉ ưu tiên khi nào mà lắp đại gáp được 12.3 thôi. À, nếu mà lắp lại được gáp 12.3 thì khả năng đại sau có thể đi xa hơn được. À, đó là SHB ha. À, STB thì ngày hôm trước mình nói về cái nến này rồi. À, cái rumor bị fail, cái rumor sai của nó đã khiến cho cái lượng cung bán ra ở ngay trong chính cái phiên đó nó lớn hơn. À, vào ngày 21 tháng 2 thì rõ ràng phiên ngày hôm nay nó quay về lắp lại hoàn toàn cái gáp mở ra trong ngày hôm đó, xem như nó phủ nhận hoàn toàn cái lực cầu tham gia đó. Một phần là bởi vì cái lượng cung đeo bám này nó bán ra khá là nhiều, và cái lượng cung mua FOMO buổi sáng á. À, thị trường ngày hôm nay cũng giống vậy á, mọi người cứ hình dung như thế này nè. À, khi mà sáng mình tăng như vậy thì chắc chắn cái lượng cung, cái lượng cầu nó FOMO sẽ khá là nhiều. À, nên về cơ bản là chúng ta sẽ cần một cái nhịp cao trào ép xuống tiếp ở trong cái lượng hàng về, trong cái phiên hàng về đó. À, nên mọi người chú ý em cái nhịp lắp gáp này lại của STB thôi. Nhìn chung theo cá nhân đánh giá thì STB cái vùng mua cũng sẽ là quanh khoảng tầm 29.5 tới 30. Rồi nếu anh chị nào mà đang có hàng hay là đang có nhu cầu mua mới thì vẫn có thể canh tham gia quanh đó được. À, bởi vì cái câu chuyện về khu công nghiệp Phong Phú về sớm hay muộn thì nó cũng sẽ sớm, tức là nó cũng sẽ được duyệt. À, và đó sẽ là một cái câu chuyện tích cực đối với lại con STB ha. Còn Techcombank thì thật ra ngày hôm nay ở trong ngày có những thời điểm tăng được đến 4-5%. À, nhưng mà cuối ngày quay về cái mức giá đỏ nên chắc chắn cái lượng FOMO ngày hôm nay của Techcombank cũng khá là lớn. À, câu chuyện chính mà người ta đang xây dựng cho Techcombank đó chính là câu chuyện về cổ tức bằng tiền và cổ tức bằng cổ phiếu. À, thì trong ngắn hạn đối với em, Techcombank vẫn là một cổ phiếu mà em đánh giá khá là cao trong nhịp tăng lần này. Lý do đơn giản là bởi vì Techcombank là một cổ phiếu ở giai đoạn vừa rồi nó bị chiết khấu khá là sâu. À, với một doanh nghiệp bị chiết khấu sâu như vậy thì về cơ bản là cái mức định giá nó sẽ ở mức định giá thấp so với lại nhiều ngân hàng khác. À, thì hiện tại nếu chị nào đang cầm Techcom thì mình có thể là follow tiếp được cho em cái nhịp, nhìn chung nhịp này là nhịp số 1 thôi, Techcom sẽ chưa đảo chiều được ngay đâu. À, nhưng mà do đây là vùng kháng cự 40 là cái vùng kháng cự khá là dày đấy, thì ngày hôm trước có nói với mọi người đó là khả năng em nghĩ Techcom sẽ cân bằng lại trong cái biên tầm 36-40 đó. À, nên em mới nói là nếu anh chị nào mà có hàng thì cái vị thế trading á chốt lời có thể canh chốt ngắn được quanh cái vùng 40 trở lên. À, do đây cái vùng kháng cự khá là dày. À, và ở bên này nó cũng sideways lại trong biên tầm 36-40, nên khả năng rất cao là Techcom có thể test lại cái vùng hỗ trợ tầm 36-37 dưới này ở trong giai đoạn tới nè. À, anh chị nào mà đang cầm Techcom thì mình cũng lưu ý ha. À, rồi TB Bank này. À, TB Bank thì bây giờ quay về sát hỗ trợ tầm 19, anh chị nâng cái stop loss lên qua đây giùm em luôn. À, quanh đây là cái vùng hỗ trợ khá là tốt nên trước mắt nếu anh chị nào mà đang cầm thì mình sẽ nâng cái chặn lên quay. À, nếu mà giá ngày vài phiên tới mà nó quay về dưới cái vùng hỗ trợ tầm 18.8 tới 19 này. À, tức là xem như nó phủ nhận là cái vùng hỗ trợ lên quanh cái vùng gap đó thì có thể là chúng ta sẽ canh chốt ngắn ở cái giai đoạn sau được đối với lại TB ha. À, VB thì vẫn đang lưu ý cái vùng kháng cự tầm 20. À, mua mới thì vẫn ưu tiên khi nào mà giá nó confirm là 20. À, thì ngày hôm nay lực nó vẫn chưa đủ, chưa đủ lực. À, MSB thì quay về hỗ trợ dưới này tầm giá 15. À, thì đây là cái vùng hỗ trợ mà chúng ta có thể canh mua mới để đánh cái nhịp số 2 của nó. À, cá nhân sẽ ưu tiên những cái nhịp cao trào, ví dụ như trong cái biên khoảng tầm giá 14.8 đến 15. À, nếu mà có những nhịp cao trào đó thì mình canh mình đánh nhịp số 2 được lên cái vùng kháng cự ở phía trên này. À, đối với lại MSB ha.
Rồi tiếp theo là bất động sản thì mình có là ngày hôm nay có DSG này, nó quay về sát cái biên dưới quanh giá tầm 18 này. Nhìn chung DSG ở trong ngắn hạn thì vẫn là một cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý, do cái áp lực bán ngày hôm nay khá là lớn. Nên có thể DSG sẽ có cái nhịp cao trào đánh thủng 18 và sau đó nó quay ngược trở lại để kiểm tra cái mốc 18 đó. Thì nếu anh chị nào mà hiện tại đang có hàng cổ phiếu này á, thì có thể lưu ý cái vùng hỗ trợ này. Trong trường hợp mà nếu nó quay về dưới 18 và nó giữ dưới 18 lâu, tức là sau khi bị kích hoạt thủng cái vùng hỗ trợ 18 đi ở trong cái biên độ dưới này, mà nó giữ dưới 18 quá lâu, thì có thể nó sẽ có những cái nhịp cao trào bán ở giai đoạn sau nữa. Nhìn chung là những ông này đa số đều sẽ chưa phân phối được hàng ở trong cái nhịp vừa rồi. Nên nếu anh chị mà đang cầm DSG hay là DIG thì có thể canh. Trong trường hợp mà mình thấy là nếu mà nó quay về dưới cái vùng hỗ trợ này mà giữ quá lâu thì mình có thể đảo ra một phần để mình chờ mình cover lại sau, khi mà nó có những cái điểm cân bằng. Bởi vì nếu mà nó giữ dưới cái vùng hỗ trợ tầm 18 thì xem như nó tạo cái điểm mua giá rẻ đó. Ví dụ như gãy xuống cái đi ngang quanh tầm 17.5 đến 18, thì khi đó khả năng sẽ quét xuống tiếp về cái vùng hỗ trợ tầm giá 16.5 đến 17, và nó phá vỡ cái vùng cân bằng ở đây. Nên tạm thời nếu chị mà đang cầm DSG thì mình cũng sẽ lưu ý cái đó, với cái diễn biến sắp tới khi mà nó test lại cái vùng hỗ trợ bên dưới tầm giá 18 này. Nam Long thì ngày hôm nay đánh thủng một cái vùng dưới 38. Đa số đều chịu cái áp lực bán khá là hoãn. Nam Long thì đang retest lại cái nến tăng này, cái nến ngày 18 tháng 1. Thì trước mắt nó sẽ có cái hỗ trợ lên quanh cái vùng khoảng tầm giá 37 tới 37.5. Thì tạm thời trong tuần tới nó phải bật lại trên cái vùng 38 và giữ lại trên đây sideways ở phía trên này. Nhưng chung cái đoạn vừa rồi nó cũng chú ý giữ giữ nền sideways ở trên cái vùng 38 này thôi. Với lại Nam Long nó cũng chưa có những cái nhịp cao trào khi mà giá là vẫn chưa vượt qua được cái vùng kháng cự phía trên này khoảng tầm giá 40. Nên tạm thời nếu chị mà cầm Nam Long thì mình cầm tiếp được để mình theo dõi cái hỗ trợ tầm giá 37 tới 37.5 ha. Đối với lại Nam Long. Rồi Hà Đô thì hiện tại quay về sát cái nền rồi. Hà Đô thì sau phiên ngày hôm nay thì mọi người có thể chờ cân bằng lại trong một hai phiên tới. Nếu mà giữ lại được nền trong biên tầm 25.5 tới 26 thì Hà Đô có thể canh mua mới được ở cái vùng này nè. Cá nhân em đánh giá thì nó sẽ được hưởng lợi bởi câu chuyện về năng lượng tái tạo, tức là cái ngành năng lượng tái tạo và dòng tiền vào nhóm bất động sản. Và tất nhiên dòng tiền về nhóm bất động sản nó cũng sẽ cần thời gian và thông thường nó sẽ tập trung vào những cổ phiếu ở Vinhome, KDH và Nam Long. Thì mọi người để giùm em trong cái list đó thôi. Đó là ba cổ phiếu mà em nghĩ đầu tiên dòng tiền sẽ tìm đến trước. Bởi vì nó là nhóm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt hơn cái phần còn lại. Còn đối với những ông đầu cơ như DIG, DSG thì nó sẽ thậm chí là cả Nova. Ngày hôm nay Nova có nỗ lực hấp thụ cung ở giai đoạn cuối ngày. Nhưng mà nhìn chung Nova thì vẫn đang sideways ở trong biên tầm 16 tới 18 thôi. Và nó vẫn chưa đi quá xa được. Thì anh chị nào mà đang cầm Nova thì cũng lưu ý cái diễn biến của nó. Về câu chuyện mua mới với Nova thì có thể canh cái vùng hỗ trợ dưới này tầm 16 này 16.5 là mua mới được. Nhưng mà khi giá nó chạm về biên trên khoảng tầm giá 18 thì cũng nên canh đảo ra. Nhìn chung là mình trading ở trong cái biên độ của nó ha. Rồi chứng khoán thì mình có SI ngày hôm nay là bị bán ngược trở lại về sát cái vùng hỗ trợ 34. Trước mắt thì mình follow cái diễn biến quanh hỗ trợ 34 nó sẽ như thế nào. Đây là cái vùng nền khá tốt và lực bán ngày hôm nay của SI cũng không phải là lớn đâu. So với lại những cái phiên tăng trung bình trước đó thì rõ ràng phiên ngày hôm nay lực bán nó không quá lớn, chỉ là nó phủ nhận lại cái nhịp tăng trước đó thôi. Thì cá nhân đánh giá SI cũng sẽ còn cái nhịp nỗ lực để nó quay về kiểm tra lại cái vùng khoảng tầm giá 35.5 tới 36 ở giai đoạn sau. Nên nếu chị là đang cầm SI thì mọi người follow cái vùng hỗ trợ 34 này tiếp được để mình theo dõi xem là cái lực cầu ở đây như thế nào. Nhưng mà nhìn chung thì rõ ràng chứng khoán hiện tại đang khá là đuối. Nó đuối là bởi vì đoạn trước đó nó giữ giá quá lâu quanh đây. Và như em nói rồi, cái câu chuyện nó giống như cái câu chuyện của như ông như là thép hay là bất động sản thôi. Khi mà nhà đầu tư cá nhân tham gia quá nhiều thì khi mà thị trường có biến, những cái nhịp mà thị trường có rủi ro có biến đi, thì xu hướng chung là nhà đầu tư cá nhân sẽ bán ra. Bởi người ta sẽ lo ngại rằng thị trường điều chỉnh sâu. Người ta thấy rằng là giai đoạn vừa rồi khi mà trụ bằng ngân hàng tăng đi thì những cổ phiếu này không có tăng được nhiều. Tức là người ta đang mặc định những cổ phiếu này yếu rồi. Khi đó thì nếu mà trong trường hợp mà gì mà thị trường nó có những cái diễn biến bất ngờ rồi thì chắc chắn là người ta sẽ đem cái nhóm này ra người ta bán trước, bởi vì người ta sẽ ưu tiên bán những cổ phiếu yếu trước và người ta sẽ giữ lại những cổ phiếu khỏe ở giai đoạn sau. Nên đó lý do vì sao mà những chứng khoán hay là thép hay là bất động sản ngày hôm nay bị bán khá là nhiều. Tạm thời em nghĩ là chúng ta vẫn có thể cầm tiếp được, nhưng mà chỉ là vấn đề là đối với các vị thế mà chưa bước vào trend á, mọi người nên nhớ với em là chúng ta nên chia ít nhất là hai lần mua. Em thường nói với mọi người, ví dụ như VND thì rõ ràng VND đang gặp khó tại cái cản biên trên là quanh 24 rồi. Thì bây giờ câu chuyện VND là làm sao để chủ động ăn được gap đó. Thì trước khi ăn lại gap đó thì bản chất là VND vẫn là sideways. Thì nếu mua thì chúng ta cũng sẽ ưu tiên là lấy vị thế ở trong nền thôi. Ví dụ VND trong nền tầm giá 22 tới 23, tương tự vậy SI trong cái biên độ khoảng tầm giá 35 lên quanh giá 35 34-35 thì có thể canh để lấy vị thế. Chủ yếu là mình sẽ theo dõi làm sao để chủ động ăn được gap ở phía trên đó. Chỉ khi đó thì giai đoạn sau mới đi xa hơn được. Và khi nó có những cái lượng cầu tham gia vào lắp lại gap thì đoạn đó mình có thể canh mình gia tăng thêm với lại cổ phiếu này ha. Còn trong nhóm chứng khoán chúng ta còn có HCM ngày hôm nay trong phiên cũng có nỗ lực. Nhưng mà cuối ngày bị chốt ngược trở lại, volume khá là to thì em nghĩ HCM sẽ quét tiếp, đây là cái vùng hỗ trợ tầm 25 tới 25.5 này. VCI thì về lại sát cái vùng nền dưới khoảng tầm giá 43 rồi, 43.5 rồi. Thì tạm thời nếu anh chị nào đang cầm VCI thì mình cầm tiếp quanh cái vùng hỗ trợ này, xem là cái gap quanh giá tầm 43 43.5 nó có cân là cái lực bán này hay không. Nhìn chung thì cá nhân đánh giá nếu mà con VCI mà cân bằng được trong cái biên tầm 43 43.5, tức là dừng được cái đà giảm lên quanh đây á, khi mà cái lượng cầu tham gia vào á, thì có thể canh mua mới được đối với lại con VCI ở trong cái biên độ này. Nhìn chung thì cái biên này cũng khá là tốt thôi, nhưng mà rõ ràng là cái lượng cung ở trên cái vùng giá tầm 45-46 nó quá lớn.
nên khi mà chạm cái vùng kháng cự đó thì cái áp lực bán nó lớn hơn rất là nhiều ha. Rồi, chúng ta nói về ngành thép. Thép thì mọi người để giùm em có hoa sen này là Redfell này đúng không? Ngày em nói rồi. Nó quay về lại dưới, ngày hôm nay chính thức là nó quay về lại dưới cái vùng hỗ trợ tầm 22.5 ở phía trên này. Nên khả năng nó buộc phải quét về lại cái vùng hỗ trợ dưới này một lần nữa. Có thể là đâu đó khoảng tầm giá 21.5. Để kiểm tra là cái lượng cung dưới này một lần nữa. Nhìn chung thì lực bán giai đoạn vừa rồi không lớn, nhưng mà rõ ràng nó chưa có cầu vào. Và cái vấn đề lớn ngành thép hiện tại đang gặp đó chính là câu chuyện khi mà giá thép nó giảm. Giá thép HRC nó giảm ở trong cái giai đoạn vừa rồi. Nó gây cái sức ép lên cái cổ phiếu này, đặc biệt là khi cái dòng tiền đầu cơ nó có xu hướng rút ra. Đó lý do vì sao mà ở trong ngắn hạn nữa anh chị là mình đang cầm Hoa Sen hay là Nam Kim hay là Hòa Phát, thì khả năng nó sẽ bị chỉnh lại một nhịp này. Dường như ngày trước nó Nam Kim mà sideways ở trong biên tầm 23 tới 25, thì bây giờ nó buộc phải quay về kiểm tra là cái vùng hỗ trợ dưới 2-3 lần nữa thì giai đoạn sau nó mới đi xa hơn được. Tương tự đối với loại Hoa Sen cũng vậy thôi. Hoa Sen thì hiện tại nếu mà nó chưa ngược về lại dưới nền rồi thì khả năng Hoa Sen lại phải có những cái nhịp break test về lại vùng hỗ trợ tầm 21 tới 21.5 thôi. Nên nếu anh chị mà đang cầm những cổ phiếu này thì mình lưu ý giùm em ha. Mọi người để ý cái nhịp bán ở giai đoạn cuối ngày, chủ đích thật ra là do có lực, nó có một cái lượng cung chủ đích để chỉ số thôi. Ví dụ như mọi người thấy là họ dồn một cái lệnh rất lớn ở giai đoạn cuối phiên về một cái vùng giá nào đó, thì thông thường là họ sẽ kê một cái bước mua rất lớn để hấp thụ đó cái lực bán ra từ cái vùng giá đó. Nên nếu anh chị mà đang cầm những cổ phiếu này thì mình cầm tiếp, mình có thể cầm tiếp, nhưng mà mình sẽ nên chừa là cái phần sức mua để có thể gia tăng thêm nếu mà cổ phiếu nó quay về lại cái biên dưới. Ví dụ như đối với là Nam Kim ngày hôm trước khi mà em nói là nó sẽ quay về lại 23 lần nữa đi, thì mình có thể ưu tiên là tham gia mua mới hay là mua thêm khi mà giá nó bắt về lại vùng hỗ trợ tầm 23 dưới này, quanh khoảng tầm giá 22.8 đến 23, nó sẽ là cái vùng hỗ trợ tốt của Nam Kim. Nhìn chung lực bán ngày hôm nay là lớn, nhưng nếu mà người so cái volume ngày hôm nay với lại những giai đoạn trước đó thì rõ ràng nó không phải là quá lớn. Cái lực bán lần này nó giảm rất là nhiều, cái lượng volume nó cũng đã giảm rất nhiều so với lại cái lực bán trước đó rồi ở ngày hôm 31 tháng 1 rồi. Nên tạm thời nếu anh chị nào mà đang cầm Nam Kim á, thì mình follow tiếp cái vùng hỗ trợ dưới này là khoảng tầm giá 22.8 cho tới 23 ha. Tiếp theo là mình sẽ nói về dầu khí đi. Dầu khí thì có BVD ngày hôm qua Redfell thì ngày hôm nay bị phủ nhận là hoàn toàn cái nến đó luôn, thì khả năng BVD một lần nữa chưa chinh phục được cái vùng kháng cự biên trên rồi. Trước mắt BVD khả năng sẽ quay về lại cái vùng biên dưới lần nữa quanh giá tầm 27 27.5. anh chị bạn đang cầm BVD mình chú ý nha. BVS có thể canh mua lên quanh cái vùng khoảng tầm 35.5 tới 36 dưới này nè, đã đang ở vùng hỗ trợ biên dưới. Nhưng BVS có cái điểm nào đoạn vừa rồi khi mà BVD tăng thì BVS không tăng được, thì cho thấy được là cái lượng cung bán chặn của BVS quanh giá tầm 37 khá là lớn đấy. Nên nếu anh chị nào mà đang có nhu cầu mua mới BVS thì có thể canh cái nhịp cao trào, khả năng nghĩa là sẽ có cái nhịp quét thủng 35.5, một lần quanh 35 35.5. Thì khi đó mình có thể canh mua cái nhịp đó. Còn hiện tại thì khả năng là do giai đoạn vừa rồi mình thấy được là cái áp lực cung nó khá là lớn, thì mình sẽ cần follow thêm cái vùng hỗ trợ dưới này, cái nhịp kích bán cao trào của nó lăn quanh cái vùng khoảng tầm giá 35 35 36. BBT thì ngày hôm nay nó quay về sát biên dưới là quanh khoảng tầm 26. Ngày hôm trước BBT thì em nói mọi người nó đang sideways ở trong biên độ khoảng tầm 26 27. Thực tế cái nhịp nỗ lực quét qua khỏi 27 của nó nhìn chung là cái lượng cầu tham gia khá là tốt, nhưng mà yếu tố thị trường bên cạnh đó cáp lực bán nó phủ nhận là hoàn toàn cái phiên tăng ngày hôm đó, nên trong ngắn hạn khả năng BBT nó sẽ quay về lại biên dưới một lần nữa. Trước mắt cái stop loss của mình sẽ là quanh khoảng tầm giá 25, tức là cái vùng hỗ trợ biên dưới. Nên anh chị nào mà đang cầm BBT thì mình có thể là follow cái vùng cân bằng này. Nhưng mà cá nhân em đánh giá thì BBT đoạn này cũng mang tính chất tương tự này, em nói là rõ ràng những cái nhịp cao trào đó bản chất nó không phân phối được cái lượng hàng ra nhào thì cá nhân, nên nó có như, nên nếu mà có mua mới hay là mua thêm thì có thể canh mua ở những cái vùng biên dưới khoảng tầm giá 25 26 dưới này cũng được. Mình sẽ đặt cái stop loss lên quanh cái vùng hỗ trợ tầm 25 ở phía dưới ha. Ví dụ mọi người thấy được ngày hôm nay cái áp lực bán ra nhìn chung cũng không phải là quá lớn, thanh khoản ngày hôm nay cũng duy trì ở mức trung bình, nhưng mà rõ ràng là do cái yếu tố thị trường thì nó cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bên cạnh đó thì nhóm dầu khí đa số direct fail, nó cũng khiến cho cáp được bán lên BV sẽ lớn hơn. Nhưng mà mình vẫn đánh giá cao cái nhóm vận tải mà. Ví dụ như HH ngày hôm nay cũng bị bán tương đối nè. Nhưng mà HH hiện tại thì vẫn đang giữ nền ở phía trên cái vùng cân bằng trước đó của nó. Ví dụ HH nếu mà có những cái nhịp chốt về lại cái vùng hỗ trợ dưới này khoảng tầm giá 39.5, 39, 39.5 thì vẫn có thể canh tham gia mua mới được. Để mình trading và mình đánh về cái đỉnh cũ phía trên này khoảng tầm giá 42 một lần nữa. Đối với lại HH ha. Rồi thì đó là với một vài những cổ phiếu mà chúng ta cần lưu ý cũng như là về cái yếu tố dòng tiền của các cổ phiếu đó. Thì hy vọng là qua các flow dòng tiền đó mọi người cũng nắm được cái diễn biến dòng tiền hiện tại về danh mục của mình. Còn anh chị nào mà còn đang lăn tăn về cổ phiếu nào, đang đầu tư danh mục như thế nào thì có thể nhắn cái danh mục qua cho em. Nhắn cái danh mục qua cái số Zalo này cho em nè, thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp mọi người cơ cấu là cái danh mục đó trước cái đợt điều chỉnh giảm này, để mình có thể đón cái con sóng giai đoạn sau khi mà dòng tiền nó bắt đầu dịch chuyển về cái nhóm mid cap và small cap nhiều hơn. Đấy, còn nếu anh chị nào mà đang gặp bế tắc và muốn tìm kiếm một cái người hỗ trợ tư vấn về cổ phiếu về danh mục, thì có thể kết bạn với em này hoặc trợ lý của em để nhắn tin, để được mở tài khoản tại VPS, được tư vấn ở trong đường khách hàng về điểm mua điểm bán cũng như là các cái vấn đề liên quan tới thị trường ha. Và anh chị cũng có thể nhấn vào cái đường link dưới này để đăng ký tham gia vào cái đường khách hàng của em, điền thông tin thì em sẽ cho trợ lý nhắn tin hỗ trợ mọi người. Và theo cái thực toán của YouTube thì nó sẽ hỗ trợ đề xuất những cái video được nhiều like cũng như là subscribe, đăng ký kênh và comment, bình luận, thì anh chị có thể là bấm like ủng hộ em sau khi xem video nếu mà thấy nó hữu ích.
Ngoài ra thì có thể để lại một cái bình luận ở bên dưới đóng góp góp ý về cái nội dung của em để em có thể cải thiện chất lượng video tốt hơn. Và cuối cùng thì đừng quên subscribe kênh, đăng ký kênh để có thể nhận được những cái thông báo sớm nhất về video của em hàng ngày. Thì cảm ơn chị rất là nhiều. Thì nội dung video ngày hôm nay của mình sẽ kết thúc tại đây. Thì bây giờ thì chúc anh chị có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Tạm biệt mọi người.